rất là hướng tới cái lớp trẻ, đưa đến bạn đọc, định hướng đến bạn đọc đọc những quyển sách này cho giới trẻ, kể cả những người lớn tuổi như mình thì mình nghĩ cũng rất là quý, nó rất là tốt cho các bạn trẻ. Mình thấy ví dụ như là để tìm được ra cái sở trường sở đoản, tiềm năng lực lõi của mình, cái đó rất là quan trọng. Cái đấy nó giúp cho các bạn trẻ nó rút ngắn cái thời gian mà phải thử nghiệm, phải vấp. Rất là ý nghĩa, mang đến những quyển sách hay kiến thức của cuộc sống đến cho mọi người, bộc lộ được những cái điểm mạnh, điểm yếu và học hỏi được những cái phương pháp học đọc sách và phương pháp sống. Con có thể nâng cao về các kiến thức ở trong sách với những người ở trong Việt Nam chúng ta hôm nay ạ. Đối với em thì những quyển sách này nó có một giá trị vô cùng ý nghĩa. Rất là nhiều nghề mà mình làm qua và mình cũng khởi nghiệp, thất bại cũng khá nhiều. Nên là cái việc nghĩ giàu, làm giàu mà dám làm đấy, mà không sợ thất bại, đó là một cái điều mà giới trẻ Việt Nam nên học hỏi. Là nó truyền được đến cái tầng lớp thanh niên cũng như lớp trẻ và rất nhiều những cái sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống. Đúng là mọi thứ rất là thiếu thốn, vì thế mà khi mà những cuốn sách đến tay chúng mình rất là quý. Trạm kiểm soát biên phòng vinh dự được đoàn đã ra đây tặng anh em những cuốn sách ý nghĩa và bổ ích. Đó cũng là một cái gắn kết giữa hậu phương và nơi tiền tuyến. Đó là cái niềm động viên và tự hào để anh em chúng tôi ở ngoài khu vực biển đảo có một cái tinh thần vững chắc tay súng.